Đây, mời tất cả các anh em ở trên Nonolip, chúng ta quay trở lại với Middle Earth Shadow of War. Trong buổi trước thì chắc anh em cũng đã biết sự hy sinh của Unu. Tuy nhiên nỗi buồn do Unu coi như nằm xuống vẫn chưa nguôi ngoai, thì chúng ta lại tìm thấy cái nhân tố chuyển sinh của Tứ. Lần này hôm nay tôi quyết tâm sẽ cứu Tứ anh em nhá, quyết tâm cứu Tứ. Từ sao cái này nhảy thế? Hồi sinh Tứ, hồi sinh pháp sư. À, hôm nay trước khi vào game thì Instagram 4.000 follow mà yếu có tấm ảnh nào thế á? Instagram của ai? Idol nào mà kinh vậy? 4.000 follow mà không có tấm ảnh nào cả, kinh đấy chứ. Đây hôm trước dở ra Ami đây. Tứ đây anh em. Too hard. Nhưng mà hôm nay, ngày hôm nay trước khi vào chơi thì tôi có một cái điều này muốn nói với anh em, đó là tôi xin phép anh em tôi được đưa thằng Dũng vào làm cận vệ của riêng tôi anh em nhá. Tôi đã vắt tay lên trán suy nghĩ mấy ngày liền, và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ đưa Dũng về bên tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho Dũng, bởi vì Dũng mặc dù là sợ mọi thứ nhưng mà Dũng rất dũng cảm. Cái trận chiến vừa rồi một mình Dũng lao khỏi thành tẩn nhau với cả thằng coi như là Nagui. Hôm nay tôi xin phép được mang Dũng theo. Dạ vâng, phép anh em. Dũng sẽ là cận vệ của tôi. Nó nói nhiều. Dũng yếu nhưng mà chúng tôi sẽ nuôi dần cho Dũng mạnh lên anh em nhé. Dũng có thể yếu nhưng sẽ nuôi cho Dũng mạnh lên. Tốn tiền tôi cũng tốn, tôi sợ gì dăm ba cái đồng tiền. Tôi thật với game luôn. Nhanh rồi. Ấy, anh em nhìn giáp của Dũng thế này cơ mà. Giáp của Dũng tôi thật với game, giáp đẹp nhất trong... Anh em nhìn thấy kinh không? Mặt mũi đầu lâu, đầu lá, hai đầu, đầu trên, đầu dưới. Một coi như là một đầu chính và một coi như là khâu đất. Ngon nghẻn luôn. Thay thế như nào nhỉ? Cho anh... cho anh... nào lên bây giờ nhỉ? À đây, anh Ugon. Anh ngày trước bảo vệ mình, bây giờ anh sẽ được lên. Làm thế nào để thay thế được nhỉ anh em nhỉ? Tôi quên bố rồi. Làm nào mà thế chỗ được anh em ơi? Làm nào tôi thế chỗ thằng này với cả thằng Dũng? Dudes. Ba. Ba. Rồi, ok. Dũng đây rồi. Dukes. Bodyguard. Rồi. À từ từ, mình phải training cho Dũng đã chứ. Đầu tiên training cho Dũng đã anh em ạ. Đầu tư cho Dũng. Đầu tư cho Dũng đã. Đầu tiên là Dũng sẽ cần có một cái đội đi kèm. Anh em hiểu không? Không. Đầu tiên là Dũng sẽ lên champion. Anh em nhá. Dũng sẽ lên champion đầu tiên. Dũng đã lên champion. Rồi ôi. Rồi, mà Dũng phải có một đội cận vệ. Dũng sẽ có một đội cận vệ. À, Dũng chơi cung. Cận vệ của Dũng sẽ chơi giáo. À không, cận vệ của Dũng
Dũng có cận vệ rồi. Dũng có cận vệ rồi. Dũng có cận vệ rồi các bạn. Dũng có rồi. Rất tốt. Dũng đã có cận vệ. Bây giờ cho Dũng bắn ra độc. Không. Cho Dũng phòng độc. Đấy, Dũng không sợ độc trước. À không, nên là Dũng không sợ lửa thì hay hơn. Dũng, mất nhiều tiền quá. Nó thay thế à? Cho Dũng Dũng sẽ là độc. Không, Dũng sẽ là Fire Master anh em ạ. Khí lửa. Lên lửa đi Dũng. Dudes. Rồi, Dũng đã lên lửa. Bây giờ đừng nâng kháng à? Không nâng kháng thì nâng ấy thôi. À không, thằng Dũng nó sợ nhiều thứ lắm anh em ạ. Tôi phải cho nó kháng được lửa. Quan trọng. Resistant fire damage. Ish. Dũng sẽ kháng lửa. 28 đi. Đấy, bây giờ hiện tại hiện trạng của Dũng anh em nhá. Thế đéo nào? Dùng lửa với Dũng, Dũng chết ngay. What the fuck? Nếu có một thằng nào đấy dùng lửa, Dũng chết ngay. Mẹ. Nhưng không sao, Dũng lại coi như là, nhưng mà Dũng lại có epic chat. Đó là chịu được lửa, vũ khí lửa, sniper shot, SKS đầu ruồi. Đấy, power shot, quick shot. Rồi. Rồi, tầm đi. Mang Dũng theo. À, từ từ phải bỏ thằng này khỏi. Remove body guard này. Mất mấy nghìn có đáng cái gì đâu anh em, thoải mái mà. Sang thành mới mình lại bố đời ngay mà. Yên tâm đi anh em. Tâm đi. Rồi. Anh em hãy tin ở Dũng. Tôi đảm bảo với anh em luôn là Dũng sẽ coi như là cho anh em thấy sức mạnh của mình. Sự tin tưởng, anh em hiểu không? Cũng giống như cá bột bọn tôi ấy, nó cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Tin tất cả vào Hunter cái là mọi thứ nó ngon ngay. Cảm ơn anh em Gin KCVS nhá. À, về đây. Nó thay thế champion à? Cộng vào đấy là mất champion à? Ơ thế à? No. Sao anh em biết là nó mất champion, nó mất luôn cả champion luôn à? Do not lose yourself. Đau nhỉ? Bao công mình nâng. Phải giết một thằng nữa để tôi đưa lại nó vào đây đã. Đéo đọc dòng chữ Ripplet à? Nhá anh em. Thôi không sao, đéo vấn đề gì. Vào đây tội tiếm cả đống về mà. Dũng champion làm gì đâu. Cho Dũng kháng lửa, không có Dũng gặp lửa chết luôn đấy. Đây là mình sẽ thử một lần. Thử một lần đánh một thằng tứ đi. À không, thằng này đi. Muzu the Deadlet. Thằng này là thằng tôi sẽ bắt này. Mark target. Đấy, thử phát xem coi như là như thế nào.
Con ông cháu cha mà anh em. Con ông cháu cha. Quan trọng tự nhiên nó là có cái tên Dũng trùng tên với tôi. Nhiều khi trong cuộc đời chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Cần gì nhiều đâu. A patrol is close. Whatever they seek, they will find us instead. Chạy chỗ khác. Thằng đéo đâu. Dũng ra phát chết luôn. Anh em cá tôi không? Em cá tôi Dũng ra không chết luôn đâu. Quên cái chuyện Dũng chết luôn nên tôi vừa mới cộng coi như là kháng lửa cho Dũng xong. Gì cái chuyện. Mẹ thằng ấy ở đâu nhỉ? Kia rồi. Tôi nhìn nó rồi. Hơi xa thôi. Anh ấy phải kinh ấy. Anh Muzu nó phải kinh ấy. Legendary cho anh này vào và vào đánh nhau phải được ấy. Bên kia rồi. Chạy nhanh thế nhở. Mày đi về cái chỗ ấy đi. Đấy. Tao đây này. 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 Kia mua à? Nhìn tao chưa? Chuẩn bị gọi Dũng ra anh em nhá. Yên tâm đi. À đâu, mình đã gọi là Dũng ra đéo đâu. Một núi không thể có hai hổ. Rồi chạy đấy đi con. Chạy vào đấy đi con. Láo, 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 láo. Ôi dồi ôi, đây giật rồi em. Đây giật rồi em. Đây giật rồi à. Đây giật à. Ah!
Daisuta. 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 Có chỗ cho Dũng vào rồi. Không gọi đệ, không à, gọi đệ chưa, chưa có Dũng. Bây giờ có chỗ cho Dũng vào đây. Khổ. Ai, Dũng vào đây cho anh. Cho. Thôi, Dũng phải thay thế vào chỗ một thằng legendary cho anh em. Dũng giờ to tuner. Dũng đã vào. Thay thế vị trí của Legendary luôn nhá. Nó bố đời. Cận vệ cho tao. Cho Dũng đi đá không? Cho đi đá gà chết đây. Em dở ơi, đừng có xui dại tôi. Dũng đi đá gà Dũng quảng đây. Anh em đừng có xui dại. Ở đâu ra cái chuyện cho Dũng đi đá gà đấy? Chỉ có suy dại tôi là nhanh. Ấy, mày có quả đồ tím ngon luôn. Ai ra đi thu phục tớ. Phải có tớ trong team phát đã thì mới an tâm được. Tu họ. Bắt luôn. Bắt tớ nhá. Ờ nhỉ. Up level cho Dũng nhỉ. Quên. Dudes. Level Dũng qua. Ui. 5 level. Dũng đã level 29. Anh em nghĩ sao khi tôi cho Dũng đi đánh tứ? Anh em nghĩ sao? Dũng đâu, tứ đâu anh em? Tôi sẽ cử Dũng đi. Am bút thằng này cho anh Dũng nhá. Chết rồi. Có chuyện xảy ra là tôi xuống tôi can thiệp vào ngay, anh em yên tâm nhá. Có chuyện cái tôi can thiệp ngay. Tâm đi nghe. Đến đây mở cái này trước đã. Không, cho Dũng đến đánh một tí. Không, mà đến khi mà tứ mệt phát là tôi thu phục tứ ngay. Tứ sẽ lại được coi như vào đấu trường ngay. Yên tâm nhá. Get
đi đường đéo nào đây? Đằng sau. Incredible strength in those arms. Such thằng tôi rác cái giống với thằng trước của tôi ở thành trước thế nhở? And I pride myself on being able to spot. Không làm nhiệm vụ lấy rồng từ từ. Bắt nốt Tứ đã. Nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay vào đây là bắt Tứ đã. Bắt Tứ xong rồi thì chúng ta đi làm tiếp nhiệm vụ lấy rồng. Đi nhầm mẹ đường ơi. Đường này dọc lên. Cái map phải tìm đường rất là khó nhé. Bắt mấy con xong chơi trọi gà ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Trọi gà thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà tôi cứu Tứ ra mà tôi đi làm cái chỗ nhiệm vụ kia luôn để có rồng mà. Hôm trước như đã nói với anh em là nhiều khi là mình không cần, mình không bắt rồng bởi vì nó hiệu quả mà là vì nó ngầu, cưỡi rồng đập nhau cho sướng. Đây, thằng này biết rồi. Mẹ, mỗi thằng này có đến 3 con cận vệ cơ. Làm con rồng còn làm tí con tần chụp ảnh thăm nờ. Ừ đúng. Làm con rồng chụp ảnh thăm nờ cái cho nó oi khói. Tội gì mấy khi. Cái gì đấy? Vào thế giới của người chơi khác và hăn re. Thôi online liếc gì. Trang sói tắt hết cáp lốc D. Đấy, anh em lại làm gì là anh em lại coi như là lạm dụng spam cáp lốc à? Hạn chế thôi anh em ơi. Hạn chế thôi. Viết cáp lốc không làm mình thượng đẳng hơn là người không cáp lốc đâu anh em. Anh ấn R làm choáng xung quanh. Phải đầy kia miến R đấy anh em ơi. Phải đầy cái nộ kia miến R làm choáng xung quanh được. Tôi nhớ là thế mà. Nó phải đầy cái nộ của tôi màu đỏ ấy. Làm choáng xung quanh được. Có cái gì để mình cộng không nhỉ? Đây, cú đập R đây. Khi Mai y full. Để tôi xem này. Được đấy, đập R khiến cho kẻ địch bị nhiễm độc. Được đấy. Đập R chúng mày nhiễm độc hết. Những thằng đứng xung quanh tôi. Anh ấn C nó hút ngay lập tức một đứa gần đấy à? Đầy Mai ấn C, ở đầy Mai ấn C hút ngay lập tức. Ở đầy Mai ấn C, ở tôi nhớ rồi. Đầy Mai là đầy nộ đấy. Nào xem Tứ đâu nào. Khổ. Ôi ôi, thỏ. Thank you bạn thỏ nhá.
Trận này là trận chiến 3 người đấy anh em. Tứ, Dũng với lại một thằng nào đấy tôi không biết. Cảm ơn Thỏ nhá. Đây, Tứ còn bị thằng nào nó săn ý. Thank you Thỏ nhá đâu, xem nào. Tớ đập nhau với ai đây? Sờ Na Phu. À, Tứ phục kích. Ôi giời ơi, tao Dũng đây này. Chúng mày định coi như bố láo với ai. Đấy, Dũng am bớt ngay kia biểu hả? Xử lý cho anh Dũng. Dũng cứ đờ tới như cái thằng dở người vậy. Chưa đi chứ. Chưa đi Dũng ơi. Bắn đi Dũng. Hết sắp vào đầu đi em. Đờ ra như cái thằng dở người. Bắn nó đi em. Kìa, hai người kia cứ đứng đập nhau kìa. Ấy, mẹ Dũng có vũ khí lửa. Thằng kia động vào phát bắn cho mẹ oảng luôn. Mà tôi nhớ là Dũng có đội cơ mà nhở. Dũng đang đập nhau với cả Tứ à. Ui xồi. Ôi chết, Dũng sắp chết rồi. Tứ nó kinh quá. Tứ ơi, em không để mặt anh à. Đấy, Dũng bắn ngay. Nghĩ gì? Dũng rất khôn, đứng ngoài xem thôi mà Tứ nó khôn quá. Mình phải vào trận. Dũng cứ ở ngoài coi như là cung thủ vào thôi, kém hiểu không? Nói nhiều quá. Nói ít thôi Tứ ơi. And what the Blood Axe wants, the Blood Axe gets. Pointy things gonna go in slow. Yeah, thằng này. And come out slow. Cái gì nói cái gì slow, slow, sổ lâu này. Anh em thấy Dũng bắn chưa? Ôi, mẹ Dũng đứng sau bắn mẹ như đúng rồi luôn. Tứ tuổi. Về với anh Tứ nha. Em đừng có vớ vẩn. Dũng kinh lắm. Nghỉ ngơi đi Tứ. Để anh xử cho cái thằng kia phát. Mày đánh Dũng à? Ây à, cảm ơn em Thỏ. Bow Master mà. Anh em thấy kinh không? Đúng rồi, bắn nó đi em ơi. Quên mẹ Dũng bắn, Dũng bắn mũi tên của tuệ ra làm bốn anh em ạ. Tuyệt chiêu đấy, tuyệt chiêu đéo vậy. Tôi vừa thấy Dũng bắn mà mũi tên nó còn tuệ thành bốn như kiểu pháo hoa ấy. Rút đi Dũng. Dũng mẹ bắn pháo hoa luôn anh em ạ, hậu nghệ. Ai, bỏ đi quá phát. Rồi. Bây giờ giờ làm nhiệm vụ chính nhá. Hay là anh em có muốn coi như là Tứ xem Tứ xem nào. Tứ khá ổn đấy các bạn. Anh em có muốn chúng ta chọi gà thử Tứ phát không? Anh em có muốn chọi gà thử Tứ phát không?
Đá gà tí nhá, cho Tứ đá gà tí nhá. Đấy, đá gà cái. Được, anh em yên tâm. Tứ lần này là chúng ta không cộng thứ linh tinh nhá. Tớ đã tôi nhặt cái này đã. Lần này chúng ta không cộng những cái linh ta linh tinh. Không có là lợn lành thành lợn què. Tôi rút kinh nghiệm. Không, không cho Dũng đá được. Anh em đừng có coi như là khích tôi. Không cho Dũng đá được. Dũng đá Dũng oảng đấy. Dũng chỉ cận vệ thôi. Dũng vào oảng. Gặp phải thằng nào nó chơi lửa là Dũng chết luôn. Anh em cứ xui dại nhau. Dũng cận vệ tôi thôi. Chúng ta vẫn còn bố. Chúng ta vẫn còn bố Ú Nu. Rồi là các bố đời ở trong ấy mà. Cho Tứ để Tứ khẳng định trình độ đá gà cái xem như nào. Dũng hiểu chính mình nhất mà. Ừ, tôi không hiểu tôi, ai hiểu tôi? Chỉ tôi hiểu tôi, anh em hiểu không? These orcs are industrious indeed. Yes, making bricks to build great structures. Cái này cái chỗ đấu nhau nó xa quá. Bash their fellows' heads in. Chỗ này có cái thằng nào mình bắt được hay sao nhỉ? À đây. Thằng này là Rũng anh em ạ. Thằng này là Rũng. Rũng chứ không phải là Dũng. Kể mà mày tên là Dũng có phải là ngon không? Trông người khiếp. Anh em nhìn độc kìa. Độc dược các thứ ở trên người kinh không? Thằng này Rũng anh em ạ. Rũng. I better raise a beacon. Do you big dog? Come on, you little snake. Cảm ơn Akin Kasevet nhá. Thank you Rin Kasevet. Tranh thủ tôi mở luôn mấy cái thằng cận vệ này luôn. Sau mình đi săn cho dễ. Mò rú giờ cắt thờ rốt. Tỉnh quá nhở. Đây mà thầy yếu lắm. Teru. Tiện đây có mấy thằng này à, tôi bắt luôn. Thì nào đã gặp Rũng ở đây rồi. Anh chào Rũng. Khó. Đúng là có duyên anh em mà. Ôi tôi nói cái gì đấy, nói cái gì đấy. Rũng này tao gọi Rũng ra luôn đi này. Rũng đối đầu với Rũng. Anh em thấy Dũng bắn chưa? Bọn kia gần như là bị lửa bao trùm luôn mà.
Dũng bắn lửa, bọn kia gần như là không thể nào làm được cái gì luôn mà. Lửa bao phủ chiến trường luôn. Tuổi gì? Bắn cho mấy thằng kia đơ ra luôn. Thôi về đi Dũng. Hình như tôi không biết là tôi cộng vào cái skill gì mà sao bây giờ tôi thu phục mấy thằng tướng nhanh nhở. Hay đấy, tôi đã biết tôi cộng vào cái gì. À, Tứ đánh nhau cả mò rú. Tôi chết. Tứ gặp đánh cả thằng mò rú. Để xem nào, Tứ sẽ thắng anh em ạ, yên tâm đi. Thằng cái thằng mất dạy, tuổi gì với Tứ. I'm not impressed. I'm ready for more blood. Ôi rồi. Ôi rồi. Này mày láo à? Mày gọi thú ra với Tứ à? Thể hiện trình đi Tứ. Ôi rồi. Thằng này nó gọi chó anh em ạ, thằng bẩn tươi chứ gọi chó. Ờ nhưng mà Tứ có quân công mạnh lắm. Quay lại Tứ. Đánh thằng kia kìa. Đánh mấy con crab làm gì Tứ ơi? Kệ mấy con crab đi em ơi. Con thằng kia bị lính của Tứ chém. Kệ mấy con crab Tứ ơi. Quan tâm là gì mấy con crab Tứ ơi. Xử thằng kia kìa. Tứ có đánh mấy con crab mà khổ. Thằng kia. Tứ chiến thuật đấy, đánh crab trước. Nào. À, bằng bố láo à, pháp sư mà. Bố láo pháp sư à. Ui dồi ôi. Thằng kia không có cơ hội chạm vào Tứ luôn. Bố láo pháp sư. Bố láo pháp sư à. Kinh quá. Một chọc đập ngay. Tuổi gì với tôi, câu cho nhanh. Tứ pro mà. Đấy, ba thằng này về mình rồi đấy. Lên giết nốt thằng này nha anh em nhá. Xong rồi cho một thằng đệ mình lên đây luôn cho nó nhanh. Hai chín đồ nó không phải là đồ kia nhưng mà thôi. Sở tiêu. Thôi đồ này bỏ đi. Cộng vào này cho lạnh. Cho bố Unu. Không, chưa có chỗ để cho bố Unu vào anh em ơi. Chưa có chỗ. Để tôi phải giết thằng này đã. Thì mình mới có chỗ để cho thằng kia vào được. Tôi phải giết thằng này đã xong rồi cho một thằng lên mình cho bố Unu vào được. Có rồi ở góc á. Đâu? Ai? Mới giết một thằng là sao? Bố Unu cơ mà. À vừa chết một thằng không cho vào à? Ờ nhỉ. Nhưng mà ở đây ở chỗ này đây. Ở đúng. Nhưng mà sao mình không chọn được cái chỗ này nhỉ?
Nhưng mà vấn đề là tôi không chọn được cái chỗ đấy để cho nó vào ấy. Ta mình phải chọn vào cái chỗ đấy cơ. Thế như là chỗ có con khác nó lên đấy rồi sao ấy. Tôi phải chọn vào cái chỗ đấy cơ thì mình mới mở được cái gì của mình ra được. Anh đi deploy nó tự giết một thằng á. Đâu rồi anh em bảo tôi đi deploy như thế nào? Từ đây rồi làm nào vào Garrison trước đúng không? Garrison nhá. Đây. Đi deploy nhá. Tự giết một thằng luôn à? Sợ là xác giờ Bitter là thằng nào? Hiểu. Đây chứ. Ơ. Nãy nó nhảy chậm quá khổ. Nãy nó nhảy chậm quá. Đây. Rồi, bố Unu vào rồi. Lúc nãy tôi chọn nhanh quá. Thằng này deploy luôn không? Xem nó thay ai. Ủa? Giết một thằng để cho vào luôn. Ờ hay đấy. Được. Giết một thằng luôn ạ. Khá quá. Còn anh Rat này nữa này. Cho vào luôn này. Anh ấy là anh hai kiếm. Anh ấy cũng thuộc dạng kinh. Ai rồi, ôi mày giờ quân tôi vậy nhiều như kiến. Thành này giờ quân tôi còn nhiều hơn ở quân đó rồi anh em ạ. Nếu hiểu. Nhìn này. Dàn quân tôi giờ còn nhớ hơn quân nó rồi. Khổ. Thôi, đi giết cái thằng kia đã. Thành nát. Đây rồi. Tứ rụng. Gets to keep a limb. Goodbye, Master. Cảm ơn anh Phạm nhé. Goodbye, Master. À, thằng này là nó không sợ mũi tên. Giết thôi các em. Ba em mà không đánh được một thằng thì anh hơi buồn đấy. Xử nó cho anh. Thằng kia sắp oảng nơi rồi. Nó có tuổi gì luôn. Kết thúc để anh KS cho các em à. Hãy để anh KS. Rồi, xong. Nào level 20 kìa. Sổ. Đây thằng nào đây? Đây thằng nào bố láo này. I acquire only the choicest materials. I scour them to strip away fat, soften them by pounding in dung and soaking them in Caragor brains. And when I slip into your cured hide, I make you look good. Nói ít thôi. Chết đi. Ô, chạy kìa. Let's catch him up.
Mắt. Em chạy đâu? I add you to my ranks. I swear allegiance to you. Yes, master. Thôi làm nhiệm vụ chính anh em nhá. Nhiệm vụ chính nha, bắt thằng ninja rùa này đi anh. Nhiệm vụ chính nha, chúng ta quản lý sau. Hay là anh em vẫn thích xem đá gà? Để tôi tăng level cho bố Nu đã. Sao bố Nu không lên level được nữa? À đúng rồi, mình lên level 30 quái đâu. Mình chưa lên 30. Thôi là nhiệm vụ chính để lên 30 đã anh em ạ. Tôi lên 30 đã xong tôi mới cộng. Làm nhiệm vụ chính tí rồi tí quay lại đá gà nhá. Làm chính cái để nó mới tăng level nhanh được. Đây, Canaan Quest đây. À, có cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ Brute này cũng hay này. Nếu mà tôi làm tiếp nhiệm vụ Brute này tôi sẽ được thêm cái gì nhỉ? Cho một thằng lên War Chap à? Ừ, quên mất đấy. Rỗng anh em nhá. Rỗng. Cứ dùng giống tên tôi là mọi thứ nó cứ như vậy thôi. Rỗng. Thế lại phải xem đá gà à? Được rồi, xem đá gà cái. Rỗng. Tăng level cho Rỗng trước. Rồi, Rỗng lên level 29. Nghe lại xem đá gà phát. Oảng nó oảng thế nào. Yên tâm. We do not stop it. No small task. Cảm ơn anh Phạm. Cho bố Ú Nu gang ô lốc thôi anh em ơi. Bố Nu là không cần phải cho cái gì cả. Lại mất bố nó một cái gì đấy đi thì lại nhục. Anh em lại chửi tôi ngu. Bố Ú Nu bây giờ tôi rút kinh nghiệm mà tôi chả có cộng cái gì hết. Cứ cộng vào xong là anh em lại bảo là thế này thế kia. Cộng xong lại mất, lại bị anh em chửi. Tôi khổ lắm. Cho gang không sao đâu. À thế à. Lại không sao em chắc chắn không. Anh em chơi con này 60 tiếng chưa? Tôi cần những người mà chơi con này trên 60 tiếng. Vì hôm trước có anh em chơi 60 tiếng rồi nhưng vẫn tư vấn sai. Tôi cần có anh em nào mà chơi trên 60 tiếng. À, Rung. Làm cho anh nở may nở mặt đi Rung. I'll provide all the sport you need. Thằng này vớ vẩn. Who wants to become a beautiful corpse? I'll kill you. Ôi giời. Đệ đâu? Ôi giời. Gì vậy? Ôi giời ôi giời ôi giời ôi giời. Thể hiện đi Rung. Ôi trời. Ôi giời, ôi giời. Rung ra đòn Rung ơi. Tay nhảy cái gì đây Rung? Đập đâu? Đúng rồi, táng độc vào người nó thôi chẳng thể thằng này nó kháng độc rồi.
Rũng đi mất anh em à. Rũng có mỗi độc. Ôi giời. Rũng đi rồi. Tất cả đã kết thúc. Ôi rồi, nó là con sư tử hồng chứ. Nhưng mà thằng này mạnh em ạ. Thằng này mạnh. Rũng. Rũng đi. Ôi rồi ôi. Ui rồi ôi. Bắt thải đuổi em ạ. Mà thằng này ngon. Để tôi cày lên level 32 xong tờ ao của cày lên hơn level xong bắt. Kinh ấy. Thằng này level 33, mình lên level 33 mình bắt nó. Thải đấu đấu trường được. Được ấy. Rụng yếu ấy em ạ. Rũng yếu, căn bản là chỉ là đạo hàm của Dũng mà. Tích phân của Dũng chứ không phải là Dũng thật, cho nên là yếu. Lên 33 xong tôi sẽ đi tôi gì nó. Từ từ tôi làm cái nhiệm vụ thằng Brute cái nhá. Làm nhiệm vụ thằng Brute phát ở Nunen phát. Làm nhiệm vụ thằng Brute này là nó sẽ unlock cho mình cái... đây này. Worst Zandate. Có nghĩa là tôi mà coi như xem một thằng ốc ấy là sẽ có khả năng khiến nó bị điên. Nhưng mà sẽ có một khả năng coi như là nhỏ là sẽ khiến cho nó coi như là mạnh hơn và trở thành một thằng điên khùng nguy hiểm. Lên xong vua chép đi để nó thay thằng khác. Qua chép vẫn phải lên lại, lại. Thằng kia lên qua chép rồi. Lên chưa? Thôi thế này cho bố Unu vậy anh em nhá. Theo anh em tứ đủ sức đánh thằng kia không? Theo anh em tứ đủ sức đập thằng này không? Đùa. Tớ đủ xưa. Tớ không à? Bố Nu à? Bố Nu lại mới có. Bố Nu bây giờ. Bố Nu để tôi tăng dần dần cho level bố Nu lên đã. Thằng kia đúng phải trị bằng bố Nu thật. Urbanu. Thằng kia kháng độc á? Urbanu. Anh em phải tin vào. Anh em phải tin vào bố Nu chứ. Bố Nu có chơi độc đéo đâu. Tôi xem bố Nu như nào nào. Ờ đúng rồi, bố Nu chơi độc rồi tôi quên mất đấy. Ừ, bố Nu chơi độc nhưng mà... nhưng bố Nu vẫn còn nhiều. Burning. Urbanu. Cho xong kiếm lên à? Rush of Blitzhack đấy gì? Ừ, thằng này cũng có sư tử hống. Được, hai sư tử hống đập với nhau. Tăng level cho nó đã. Được, cho hai sư tử hống đập nhau. Rốt cuộc anh em muốn thế nào? Khổ cứ cãi nhau hết người đấy người nọ. Tôi chọn bố Nu thì anh em lại bảo là thằng khác đi. Chọn thằng này thì anh em lại bảo là thằng này không ăn được đâu, bố Nu đi. Chả hiểu anh em như nào. Chốt lại tôi phương án là thằng nào. Em chốt lại tôi cái đi xem nào. Chốt lại cho tôi cái phương án cho chuẩn chỉ đi cái đi. Cứ coi như là cứ thay đổi, coi như là cứ liên tục thôi.
Sợ có thằng hacker nào đấy. Này, sợ có thằng hacker nào trong team tôi đấy. What? Vãi cả hacker. Sờ mất bom thì coi. Ôi cái gì đấy? Tự nhân mình ra thành những thằng giống nó, khiến cho kẻ thù khó biết được ai là thật ai là giả. Úi, anh này Naruto à? Ở đâu thằng này đấy? Đầu hàng tôi à? Mẹ. Naruto à? Anh nghĩ con mẹ hóa thân ra thành coi như là thành các phiên bản khác, khiến cho kẻ thù không biết anh ở đâu. Nhưng mà thằng này đang ấy, thằng này đang theo dõi thằng tướng này, tôi không cho vào đánh được. Được rồi, cho anh xong kiến này vào nhá. Anh xong kiếm này là tướng gọi là bố đời của tôi đấy. Tôi thật với game luôn. Anh xong kiếm này là thuộc thể loại bố đời đấy. Oánh bất bách chiến bách thắng luôn. Em thằng nào bố láo? Ôi trời ơi, gặp thằng Defender rồi. Một tướng chuyên công và một tướng chuyên thủ anh em ạ. Sẽ là trận chiến giữa chuyên công và chuyên thủ. Không có ai có coi như đệ đi theo. Chỉ là một trận chiến 1-1. Lâu lắm chúng ta có một trận chiến nó thực sự ở chuẩn chỉ như này. Đúng 1-1 luôn. Đúng chuẩn đá gà luôn. Ấy à, thằng kia cũng kinh đấy chứ. Nó hồi máu kìa. Mẹ nó có hồi máu. Hồi máu với tao. Thằng kia nó có hồi máu anh em ạ. Kinh đấy. Trận này ác liệt đấy anh em ạ. Nấu bát mì xong rồi ngồi xem đi. Nấu bát mì rồi ngồi xem trận này đi. Trận này kinh đấy. Mẹ, một thằng thì có hồi máu, một thằng thì công, công coi như là có vệ sư tử hống. End ghét rồi. Ấy à, kinh quá nhờ. Đừng để nó hôi máu em ơi. Nó lại hôi bố máu rồi. Bực thật. Trận này anh em ăn mì đợi đến mai. Chắc trận này xong. Ấy à, ác liệt đấy. Cảm ơn anh Phạm. Khéo anh kia đi chứ. Thằng kia nó kinh quá. Cháu kia nó có cái đòn. Thể hiện đi anh. Đừng để nó hôi. Thằng chiến bẩn thật. Trời khiên. Đau quá. Anh xong kiếm đi rồi. Mẹ, thằng kia nó có cái đòn hồi máu. Mày dám đánh quân tao à? Trả giá đi. Mày hồi máu xem cái. Bây giờ chỉ còn bố ú nu thôi kìa bạn. Lão này. Oh.
chơi bẩn, chơi hồi máu nhở. Lại còn chơi khiên chứ. Quá bẩn. Nào bây giờ anh em có, chúng ta đi bắt thằng kia xong cho thằng kia đánh nhá. Hay là cho bố Nu vào luôn. Có cho bố Nu vào luôn không? Ờ, anh Rat xứng đáng lên Valhalla. Bố Nu luôn à? Cho vào luôn, sợ gì? Cho bố uốn luôn, vào luôn. Bố luôn luôn này. Okay. Hãy tin là bố nuôi em ạ. Đéo là bố nuôi gặp thằng nào cũng sở hơi kìa. Kìa hai thằng sở hơi gặp nhau kìa. Anh em kìa. Đấy ở hai thằng sở hơi gặp nhau mẹ rồi. Cái thằng kia có phải là cái thằng mà vừa bị tôi xem tôi bị điên không? Từ từ đã. Hình như là vừa gặp đúng cái thằng kia đúng không? Cái thằng đéo nó nhìn xong mẹ. Mẹ điên gặp điên à? Không, thằng này là Naruto cờ nâu ơi em ạ. Thầy thằng khác. Không phải là thằng vừa rồi. Thằng vừa rồi là cái thằng đéo nào nhỉ? Nó đâu nhỉ? Bị xem xuống 29 cơ. Đây đây đây, đấy là thằng Rat giờ Defender. À, ngon. Thằng này là cận vệ của thằng chủ thành sẵn rồi. Được. Thằng này điên. Mersin Berserker. Trận này hay anh em ạ. Xem trận này được ấy. Đã gọi là đá gà, anh em cứ sợ thua đéo hiểu. Sự hấp dẫn của cái series này chỗ nào ạ? Hấp dẫn ở chỗ là chúng ta phải có thắng có thua. Có cay, có mừng, có tủi, có sung sướng, có coi như là đau đớn. Chơi suốt ngày thắng thì ra cái đéo gì? Cái vấn đề chúng ta hồi hộp trước mỗi trận chiến không biết kết quả như thế nào. Sức hấp dẫn rồi. Đấy, trông hai anh kìa. Điên tình gặp coi như là điên tình. I knew it. Anh này lại model này. Đấy. Một anh thì cứ I knew it. Một anh thì cứ model is my khổ. Mày láo à? Hả? Láo à? Bố láo à? Nhấc nó lên như nhấc lớp một con dog đi em. Nhấc nó lên em. Bố láo này. Bố Nu là một cái đẳng cấp khác anh em ạ. Nói cho anh em biết luôn câu cho nhanh. Bố Nu là một cái đẳng cấp khác. Nếu giờ có cơ hội gì luôn. Rồi giờ bắt thằng này đã. Bắt thằng này đã anh em ạ. Thằng này cho chiến nhau được ấy. Nó có cái trò hồi máu bẩn tưởi. Tổ sư. Bắt thằng này đã. Cần gì phải cận vệ chủ thành, tôi cho tạm thời vào đấu rồi cho lên sau, sợ gì. Gà chiến là cứ phải bắt đã. Ô
Đây là chú của Unu. Y hệt như bố Unu luôn. Chú Unu. Kháng tên kháng độc. Sư tử hống lao đến đập xuống đất. Berserker Rampe. Có một đội Archer đi cùng. Chú họ. Có khi là anh em thất lạc với cả bố Unu mà chúng ta không biết đi. Không, cái này không phải là ông nội. Nó đây rồi. Xin chào. Tao không thể bị dừng lại. Ấy là mày không có cội nào đâu. Only words do. Like the words of my blood brother when he mocks the length of my fingers. They're normal for someone of my size. Ờ, nhưng mà được cái là không điên. Nhưng mà không điên nó mới không phản anh em. Dũng giúp anh. Ồ, nó điên lên rồi. Bắn đi Dũng. Mẹ thằng kia nó đeo ấy à? Thằng kia đang end kết đây em ạ, nó không đầu hàng. Kìa rồi, đầu hàng rồi. Về với anh làm gà của anh nhá em. Đang em ghét rồi không cho bắt. Chúng mày bố láo này. Thôi được rồi, xong rồi đấy. Đi làm nhiệm vụ nha anh em nhá. Anh này level 39 cơ à? Thằng này cho làm cận vệ là hợp. Cái thằng vừa rồi em ạ, cái thằng vừa rồi làm cận vệ là rất hợp luôn, Commander. Thằng này này. Đắc Commander rồi này. Để Dũng chết đã. Rồi tính sau. Bắt chú Nu chưa đủ level, bắt chú Nu anh em. Chưa đủ level bắt chú Nu để tôi cày level lên đã. Cày lên 33 4 level thôi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ cái đó nhá. Sauron's forces are preparing for an assault on us. Nunen ở chỗ nào nhỉ? Anh em cho tôi hỏi là cái Nunen là cái thành nào đấy? Nó bảo tôi đến Nunen, tôi chả hiểu Nunen là cái... Đây này.
Bru này. Phát tra vờ nhiệm vụ cho nhanh. Phát tra vờ kiểu gì được? Chả biết, tôi chả biết cái thành Lunen ở chỗ thành đéo này. Thành đầu tiên à? Thành đầu tiên. Ở đây Lunen đây. Không chơi Valuable. Tổ sư. Anh vào quét ấn số 2 là phát travel à? Thế à? Red, thế tôi không biết. Vào quét ấn số 2. À đúng rồi, chuẩn luôn. Mình đích vào được trong cái thành có cái điểm nào không phát travel được nhỉ? Bồ đu nhập anh em ạ. Khổ. Ừ, cái thành đầu tiên này công nhận là cũng thấy thân quen. Anh em biết tại sao cái thành đầu tiên tôi cảm thấy thân quen không? Thằng nào đấy? Thằng bị làm sao đấy? Thằng bị điên à? Ok. Thầy điên bố rồi, đi rên rồi. Thằng này bị tôi xem điên mẹ rồi. Không nói lên lời luôn. Láo này. Chồng cười kìa. Có cần ác vậy không? Vui mà anh em. Vui mà. Anh không biết anh em có thấy vui không? Tôi thấy vui với lìn. Vui mà. Tôi không hiểu thằng đấy tôi đã gặp từ bao giờ luôn. Không biết tôi xem nó từ bao giờ luôn. Tướng của mình này.
always good to inspire your troops. Yes. Thành của mình hết này. Và đây là toàn quân mình. Kỷ niệm cùng dâm ùa về. Best defense. Nào. Làm được cộng thêm 1000 ấy luôn. Nhanh. Ôi giời ơi khổ. Anh gặp vấn đề rồi đấy. Ôi giời, khổ rát bác đây đúng không? Honestly, bruise that hurt. That hurts even more. What's the trouble? Có chuyện gì vậy? Bảo tôi biết xem nào. Pháo đài của chúng ta bị tấn công. Thằng Sauron biết là anh đang ở đây. Đây là một bài test xem khả năng phòng thủ cho như thế nào. Bruce. Bruce. Chuẩn bị để phòng thủ. Sounds like a job for Overlord Watch's name. Seeing as how I was past. Bờ rai lót gì mà như thằng cu ly. Cu ly. Mày làm những gì mà tao bảo mày. Không nói nhiều. Giả vờ đấy các bạn. Thằng này cũng có tư tưởng phản. Thằng Brute nãy là dân phản thôi. Tư tưởng phản. Tôi sẽ phòng thủ cái pháo đài này. Tôi sẽ giúp phòng thủ. Hiểu, thanh niên bảo là sẽ đi hạ độc vào trong thức ăn. Đâu, thằng nào sẽ công vào thành tôi? Hỏi thử các bạn cái xem ai công vào thành mình cái. Ôi giời, có nhúm quân thế này đi. You call this a fortress? Gubu Karagu Slayer à? Level 23 này thì mày chuẩn bị chết đi. Có nhúm quân anh làm cái gì? Xuống tận nơi tôi giết nó luôn. Đánh rắn phải đánh đầu trước. One little ranger against all of us. Go on, you lot, get him. Knock you claw. Quá vớ vẩn. Wave tiếp theo à? Tớ chào bạn. Bạn là wave tiếp theo à bạn? Bạn à? Eater of Men, kẻ ăn thịt người à? À, nó phát điên. Mày láo này. Tao định bắt mày, mày dám buông lao. Anh nào đây? Anh này nấp kín thế. Đất. Lại điên rồi. Nó làm thằng điên này. Cái thanh này bị nguyên rủa à? Toàn thằng điên này. Nói không nói lên lời thì đánh đấm gì? Mày. Này thì không nói lên lời này. Thằng này là Moaner. Tên nó là Moaner.
Then that is where they will die. Tớ xin chào bạn. I was ordered to retake this fortress and I will obey. I was ordered to kill all traitors. Ô thằng này là mình có nâng cấp độc rồi. Nên bọn này đến gần là thằng này bị độc luôn. Tớ sợ bạn quá cơ. You will serve the Bright Lord. Auto loot rồi anh em, nhặt cái gì nữa? I serve you, Bright Lord. Bright Lord. As you command. Bây giờ anh em vẫn còn auto loot làm gì cho mệt người. Ôi, bạn này định leo thành à? Leo thành, leo thành, leo thành, leo thành. Tớ leo với. Mình cùng leo đi. Lên đây nào. Leo lên đây. Bạn. Đúng rồi. Yếu vậy. Chưa nhặt kiếm vàng. À thế à? Tớ quen chưa nhặt kiếm vàng à anh em? Nhiệm vụ va vẩn. Tầm này tôi quá mạnh để chúng nó có thể làm gì tôi. Thật cầu luôn cho nhanh. Rồi tôi nâng ren rồi. Nâng rồng á? Rồng phải làm xong cái nhiệm vụ Canaan mới có rồng đấy anh em ơi. Đánh bại thằng Tagorot thì chúng ta mới có rồng được. Sẽ còn những cuộc tấn công khác. Tôi hy vọng như vậy. Anh chiến đấu tốt đấy. Tớ nói với anh là tôi sẽ phòng thủ cái này mà. Ôi dồi ôi. Thằng mất dây rồi mày sẽ biết thế nào lễ độ với ông. Hãy nhớ ông thằng chó Brute. Anh em hãy nhìn bắt đầu những cái ngày tháng khốn khổ khốn nạn của thằng Brute. Chuẩn bị tinh thần như này.
Nó sẽ là cái ngày tháng mà nó sống không bằng chết. Muốn chết mà không chết được, muốn sống mà không sống nổi. Đầu tiên là chúng ta phải cho anh Jun này lên đập nhau phát để lên làm ấy đã anh em ạ. Tôi sẽ cho nó không nói được thì thôi. Đến cái mức độ nha, nó sẽ không nói được cái gì. Tức là nó sẽ chỉ còn ú ớ như cái thằng vừa rồi ấy. Ú ớ như cái thằng vừa rồi. Nói anh em biết. Đến khi nào nó ú ớ thì thôi. And what of the ones who stand with us? Clearly their loyalty cannot be trusted. All who resist will be made an example of. Đánh thẳng luôn á, xem đá gà tí. Think you're tough, eh? We'll see about that. Thằng này nhưng mặt cũng đã từng bị tôi chơi rồi, cảm ơn anh Phạm. Thằng này nhưng cũng đã từng bị mình coi như là bờ rút giờ ngoan đâu không, nó phải là đi ren. Kinh quá nhở, thằng kia khá quá nhở. Các đệ lên chiến đấu cho anh luôn, đệ bảo vệ ngài. Legendary mà thua cái thằng này thì cũng hơi buồn đấy nhở. Thôi sợ lửa thì còn đánh đấm gì nữa. Thế nào hai ông đều sợ lửa kìa. Tướng sử dụng vũ khí lửa sợ lửa kìa. Tự chém vào bình xong rồi bị... What the hell. Kiểu thể loại gì luôn. Cộng phát lên cộng 7 level luôn, kinh. Ai, một thằng gà trọi đã thắng. Anh Legendary này lên nữa luôn đi. Cho hai anh tôi đánh thành cho nhanh. Vào sửa đằng kia cho nhanh. Ôi mẹ cũng Legendary. Hai Legendary đập nhau. I look forward to killing you. Someone get that cannibal. Kìa ném kinh gớm nhở. Ui nó chọc thú của mình kìa. Tỉnh dậy em ơi. Hai anh cùng chơi lao. Đúng rồi. You're mine. Ôi giời ơi. Quảng chó rồi. Quảng chó rồi, thằng kia đánh kinh lắm. Ôi dồi ôi. Mấy thằng trẻ con ở trong đánh nhau trông chán nhỉ. Khổ. Nó level 19 nó mạnh hơn. Mình vẫn còn anh Legendary nữa. Tơ, cộng cho anh lên một tí level đi xem nào. Cho anh đủ lực. Ăn ơ xuêm. Không biết coi như xấu hổ luôn. À, đến đập nhau đi anh. Tôi thiếu gì Legendary. Bắt làm gì anh em? Bắt cái thằng ấy làm gì dở hơi à? Bắt cái thằng ấy làm cái gì? Quánh ấy cho sướng.
À mà thằng này thằng khác, Epic. Tôi đánh nhanh cái thằng này, tôi cho cái thằng mẹ Bru cơ biết nào lễ độ thôi. You know me. You know that I am unashamed. I bear thể hiện my cái marks nào? With pride. Not even the grave walker himself could shame me. Giết lấy đồ tím à? Thanh niên kia thì chưa vào trận đã oảng chơi bời gì. Kết thúc đi còn gì nữa. Giết thằng kia lấy được cái dao tím nhở. 7 level. Đâu thằng đấy đâu, tôi đi tôi lấy cái đây rồi anh em. Giết thằng này lấy nhá. Hơi mất thời gian. Lấy đồ tím. Tội chưa có cái dao tím. Mình chưa có cái dao tím này bao giờ cả. Có được quả dao tím là cũng ngon. Kiếm này chưa lắp này. Kiếm tím không thèm lắp kinh. Có rồi á. Đâu, có đâu. Có rồi đấy, không cần giết nó tốn thời gian. Mất thời gian à? Thế như nào? Lấy đâu ra, làm gì có cái đầu tím? Giết lê gần thì thằng kia trả lê gần. Bị làm sao đây? Nó trả lê gần đây còn đéo gì. Fake lưu à? Lúc nãy là cái kiếm à? À nãy là kiếm hả? Ok thì đi đánh thành thôi. Bruce has not seen the end of us. We cannot let his betrayal go unanswered. Đường nào đến chỗ nó đấy không biết. Nhầm đường rồi, phải đi bên này. Bruce will pay for his betrayal, and it will be a warning to all who dare follow him. Ôi, đi này cho nhanh mà mất thời gian. Ranger, you've got trouble. Bruce has taken over your fortress. Thằng Bruce đã chiếm thành của anh rồi. À, tôi không ngờ là hắn ta lại đâm sau lưng tôi, đâm ngay từ phía sau ra phía trước. Kìa, nó còn diễn tả dáng mình. À, xin lỗi. The other orcs know that you had Bruce with your suffer me now, and they know he broke free, which has caused quite an impression. Let me tell you, orcs are lining up to follow him. Tức là bọn ác quên nó thấy thằng kia phản mình. Và nó bắt đầu xếp hàng ra phục vụ cho thằng Brute. Vì nó nghĩ là thằng Brute có thể chống được cái đòn gọi là thu phục của mình. Thằng kia nó bắt một đống tù binh. Ở chỗ nào? Đường này. Nói ít thôi. Khổ thanh niên. There are three prisoners. You go in and do your thing. I'll stay back and scout the area. I'm a really good scout. Scouts go on ahead. And die. That's why I'm so good.
Right, here we are. Immense scouting. How do you like that? She wants another. Working for Bruce didn't turn out so well. Suppose I could join you? What's this about? Meat for the gonna crush you! Không chưa? Còn thằng quái này ở đâu? Thằng này mà tôi chưa giải cứu nhở? Ở đây đúng không? Anh giải cứu nhờ cái các bạn đây. Tránh được. Mất mạng rồi sao anh em ạ? Không biết sai mấy như mất mạng rồi sao ấy. Đấy kiểu đêm đến rồi còn mất mạng. Bó tay đấy. Mất mạng rồi anh em ơi. Mất mạng rồi. Thôi hôm nay khi trên đây thôi anh em ạ. Khổ. Tôi cũng chả hiểu thể loại gì đêm rồi nó còn bị mất mạng. Die already.